Thưa quý vị, chiều tối qua ngày 29 tháng 12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị tổng kết công tác thu chi ngân sách nhà nước và khóa sổ ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2022. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các quận huyện. Báo cáo của Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến 16 giờ chiều ngày 29 tháng 12, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 24.132 tỷ đồng, vượt gần 23% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt gần 18.820 tỷ đồng, vượt 24,6% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 5.300 tỷ đồng, vượt gần 18% dự toán. Chi ngân sách địa phương gần 15.900 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên hơn 7.288 tỷ đồng, gần bằng 93% dự toán. Chi cho đầu tư phát triển là 8.607 tỷ đồng, vượt 6,5% dự toán. Tính đến thời điểm 16 giờ chiều ngày 29 tháng 12, ngân sách thành phố tồn quỹ gần 17.450 tỷ đồng. Cục thuế thành phố nhận định, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 sẽ gặp những khó khăn nhất định, trong đó các chính sách giảm, giãn thuế theo các nghị quyết của chính phủ sẽ làm giảm thu khoảng 1.200 tỷ đồng. Cộng với các khoản thu đột biến hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2022 sẽ không phát sinh trong năm 2023. Giao dịch bất động sản giảm sẽ làm giảm thu các khoản thuế phí v.v. Dự kiến thu nội địa năm 2023, sẽ giảm thu hơn 2.300 tỷ đồng vì những lý do trên, trong khi dự toán giao cho ngành thuế thực hiện năm 2023 tăng đến 14% so với số giao của năm 2022. Điều này đòi hỏi nỗ lực quyết tâm không chỉ của ngành thuế mà cả hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng toàn ngành tài chính thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Qua đó giúp thành phố có đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, ngành kinh tế sẽ tiếp tục gặp những khó khăn thách thức rất lớn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu toàn ngành không quá lạc quan với những kết quả đã đạt được, mà coi đây là thách thức để cùng vượt qua trong năm 2023. Là các cái nhiệm vụ giải pháp của năm 2023 cần phải được tổ chức triển khai sớm từ những tháng đầu của năm 2023. Tôi xin nhắc lại là cái việc này đòi hỏi chúng ta không được ngủ say trên cái chiến thắng của mình mà cần phải bắt tay vào làm ngay. Các cái giải pháp về thu ngân sách thì công chí cũng đã nêu rất rõ, nhưng có một cái nhiệm vụ về chi ngân sách tôi đề nghị là phải tiếp tục có những cái biện pháp để tiết kiệm chi thì chúng ta mới đảm bảo cân đối được. Rất là mong với sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là Ban Thường vụ Thành ủy sẽ luôn luôn sát cánh cùng với các đồng chí, đặc biệt là Ban Cán sự Đảng sẽ lãnh đạo chỉ đạo để cho các cấp, các ngành, các địa phương, các đồng chí quyết tâm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2023.